Hi, xin chào các bạn. Nếu đây là lần đầu tiên các bạn xem video clip của mình thì mình là Duy, trưởng nhóm kinh doanh của Mercedes-Benz Phú Mỹ Hưng. Bên cạnh của Duy đây là hai chiếc xe Mercedes-Benz mà Duy nghĩ là ai cũng biết, kể cả những cái đứa nhỏ khoảng 3 tuổi, 4 tuổi và nó cũng biết đây là cái chiếc xe gì ha. Đây là chiếc xe Mercedes-Benz G63 AMG. Thì với cái chiếc xe này thì các anh chị và các bạn đã biết nó và đã nhìn thấy lăn bánh ở ngoài đường cũng thỉnh thoảng ha. Nhưng mà bên cạnh Duy, cái chiếc xe màu đen này là một cái phiên bản rất là đặc biệt và chỉ có 10 chiếc tại thị trường Việt Nam thôi. Và với cái phiên bản đặc biệt này thì chúng ta chỉ có hai màu, đó là màu trắng và màu đen. Đó. Và cái phiên bản đặc biệt G63, phiên bản Edition 55 năm này nó đặc biệt như thế nào thì bây giờ Duy sẽ mời các bạn cùng Duy xem thật kỹ cái chiếc xe G63 phiên bản Edition 55 cũng như là chiếc xe G63 phiên bản mà bán vintage ha. Về phần ngoại hình giữa hai chiếc xe này thì các bạn sẽ thấy nó cũng sẽ không có khác gì hết, kể như là động cơ bên trong và bên ngoài. Hầu như chiếc G63 phiên bản Edition 55 năm này thì nó chỉ khác những cái chi tiết về trang trí là chính ha, cũng như là những cái chi tiết rất là nhỏ nhỏ, và nó giống như là đánh dấu kỷ niệm 55 năm á. Thì một lát nữa Duy sẽ cho các bạn xem những cái điểm mà chi tiết đó nó sẽ khác nhau như thế nào. Về phần ngoại hình phía trước xe thì các bạn sẽ thấy là G63 phiên bản 55 năm này thì nó sẽ được trang bị một cái gói gọi là phiên bản bóng đêm. Thì các bạn sẽ thấy là những cái chi tiết nó đều được mạ chrome màu đen hết. Thay vì đó là đối với phiên bản vintage bình thường thì các bạn sẽ thấy là những cái chi tiết này là chrome sáng ha. Kể cả logo cũng vậy ha, logo cũng là một cái chi tiết màu đen ha. Những chi tiết này cản dưới cũng vậy ha. Còn lại thì hầu như là vẫn giữ cái nét đặc trưng, cũng không có gì khác so với lại cái phiên bản vintage. Tiếp theo nữa thì các bạn sẽ thấy cái phần mâm xe nè. Đây là cái phiên bản G63 V1 các bạn nha. Cho nên là V1 gọi là version 1 á, nó sẽ có những cái điểm mà khác so với là cái G63 trước đây Duy đã quay cho các bạn xem. Về phần mâm xe thì các bạn sẽ thấy này, đây là bộ mâm 22 inch, có nghĩa là nó sẽ lớn hơn 1 inch so với lại cái bộ mâm của cái phiên bản V0 trước đây đó. Và bộ mâm này, đây là một cái bộ mâm đặc trưng của AMG. Thì trước đây các bạn thì Duy thấy là cái phiên bản V0, nếu mà khách hàng muốn order cái mâm này bạn thì thông thường phải trả hơn là 500 triệu để lấy cái bộ mâm này ha. Nhưng mà bây giờ cái bộ mâm này sẽ được gắn coi như là tiêu chuẩn trên các chiếc xe G63 phiên bản V1 luôn đó. Và thật ra bạn, để nói nhiều hơn về cái thiết kế ngoại hình cũng như những cái option của chiếc xe G63 AMG này thì Duy nghĩ là không cần phải nói nhiều, bởi vì là những anh chị và các bạn mà đã thích cái chiếc xe G63 này các bạn thì không còn quan tâm đến những cái đó nữa. Bởi vì là cái chiếc xe G63 của chúng ta nó mang đến một cái cảm xúc khi các anh chị sở hữu cũng như là lái cái chiếc xe ở trên đường đó. Ngoài ra thì cái G63 không chỉ là một cái chiếc xe nữa mà nó mang cả một cái giá trị lịch sử nó nằm ở bên trong này, cũng như là niềm tự hào của Mercedes-Benz đó. Thì Duy rất là may mắn và tháng 11 vừa rồi các bạn là Duy được đến nhà máy của Áo để mà xem cái quy trình lắp ráp cái chiếc xe G63 này, cũng như là trải nghiệm chiếc xe G63 ở một cái trung tâm. Đặc biệt các bạn, chiếc xe G63 các bạn chỉ sản xuất một nước duy nhất trên thế giới thôi, đó là Áo. Và hầu như khi mà Duy đến nhà máy thì các bạn sẽ thấy là đa phần là những cái người thợ họ ráp bằng thủ công hết các bạn. Kể cả là cái ghế, Duy nhìn thấy những cái thợ may là may ha đó, thì ghế rồi những cái chi tiết đều được làm bằng tay hết, rất là tỉ mỉ, cử rất là công phu luôn ha. Và khi mà vào nhà máy mình thấy là cái quy trình lắp ráp mất cực kỳ hiện đại luôn. Hầu như là mình nhìn thấy rất là khác so với là cách đây vài năm mình đến nhà máy Mercedes-Benz ha. Tiếp theo nữa, bây giờ Duy sẽ mời các bạn đi sang bên hông một chút xíu nè. Thì các bạn sẽ thấy ở đây nó cũng có một cái logo V8 nè, B-Turbo nè. Thì
Thì ở đây cũng có một cái logo V8 Beetleborg nhưng mà là màu đen ha. Hầu như là tất cả những cái chi tiết trên các chiếc xe G63 phiên bản 55 năm này bạn thì đều là những cái chi tiết màu chrome đen hết ha. Ngoài ra thì các bạn sẽ thấy có một cái chi tiết khác nữa nè, là ở đây các bạn sẽ thấy có một cái tem của AMG được dán ở hai bên hông phía dưới của cánh cửa. À, một cái điểm khác biệt so với là cái phiên bản tiêu chuẩn. Ok, bây giờ Duy sẽ mời các bạn đi ra phía sau một chút xíu nè. Về phần phía sau này thì các bạn cũng sẽ thấy là G63 lúc nào cũng có mang cái ba lô ở phía sau ha, hay là cái bánh xe dự phòng ở phía sau. À, và cái G63 phiên bản 55 năm thì chúng ta sẽ thấy vẫn là một cái chi tiết ốp màu chrome đen ha. Ở đây cũng có chữ G63 màu đen và bên đây logo AMG màu đen luôn. Đó, hầu như là đen hết toàn tập ha. Những anh chị và các bạn nào mà thích cái phong cách mà phải ngầu ha, phải cá tính ha, phải mạnh mẽ ha, thì đây có thể nói là một cái phiên bản coi như là các anh chị các bạn không cần phải build riêng gì nữa hết, mà là Mercedes-Benz đã build cho các bạn ha, một cái chiếc xe nó quá hoàn hảo rồi. À, tiếp theo nữa Duy sẽ cho các bạn xem cái này. Cái nắp xăng của chiếc xe G63 phiên bản 55 năm này nó cũng sẽ khác ha, cái nắp cũng đặc trưng hơn. Theo nữa, Duy sẽ mời các bạn là đi vào bên trong cái khoang nội thất của chiếc xe G63 phiên bản 55 năm này nha. Ok, bây giờ Duy sẽ mở cái cửa của chiếc xe G63 này ra, các bạn xem sẽ đặc biệt như thế nào nha. À, các bạn sẽ nghe một cái tiếng ha, tách một cái. Đó, bởi vì là cái chiếc xe G63 các bạn khi mà chúng ta sử dụng những cái bản lề hầu như nó rất là cứng. Đó, và cái tiếng mở cửa cũng rất là đặc trưng. Khi mà chúng ta bấm mở cửa các bạn nghe một cái tiếng rất là sướng tai ha. Và đó cũng là một cái tiếng rất là thu hút những anh chị khách hàng mà đam mê cái chiếc xe G63 này. Đó, và một cái điểm đặc biệt nữa các bạn, khi mà Duy mở cửa ra thì các bạn sẽ thấy ở đây nó có một cái logo, một cái chữ AMG được phát sáng lên màu đỏ ha, thay vì là màu trắng so với là phiên bản vintage bình thường. À, ở đây cũng có một cái logo của chiếc xe G ha, rất là đẹp ha. Ok, bây giờ Duy sẽ đi vào bên trong. Bây giờ Duy sẽ nổ máy lên nha. Cái tiếng âm thanh phát ra từ động cơ của chiếc xe G63 này bạn, thật sự nó quá là cảm xúc luôn. À, thì tại sao Duy dùng cái từ là cảm xúc các bạn? Bởi vì là khi mà các anh chị khách hàng mà bỏ một cái số tiền rất là lớn ra để mua một cái chiếc xe bạn, thì đối với cái xe G63 này nó không phải là cái phương tiện để di chuyển hàng ngày nữa, mà là mua một cái cảm xúc ha, mua một cái gì đó rất là đặc biệt. Khi mỗi lần mà các anh chị các bạn mà lên cái chiếc xe G63 này chạy thì nó sẽ có một cái cảm giác gì đó nó rất là phấn khích, rất là vui và rất là thú vị ha. Phải bỏ ra thật nhiều tiền để sở hữu cái chiếc xe G63 này. Và tiếp theo nữa các bạn, thì về phần vô lăng của chiếc xe G63 phiên bản 55 năm này nó cũng sẽ khác so với lại cái phiên bản tiêu chuẩn, là ở đây các bạn sẽ thấy có một cái số 55 và là AMG ha. Thực ra cái số 55 năm này các bạn, nó không phải là kỷ niệm 55 năm để sản xuất ra chiếc xe G, mà là 55 năm của AMG. Đó có nghĩa là nhà máy AMG nó bắt đầu vào năm 1967 và đến năm 2022 này là được 55 năm ha. Đây là kỷ niệm 55 năm của AMG các bạn nha, chứ không phải là kỷ niệm 55 năm của chiếc G được bắt đầu sinh ra ha. Và tiếp theo nữa các bạn, là cái điểm mà khác biệt nữa là các bạn sẽ thấy là G63 phiên bản 55 năm này là được ốp bằng carbon mờ. À, những cái chiếc carbon mờ ở đây các bạn. À, thay vì là carbon bóng thì các bạn đã thấy rất là nhiều rồi, nhưng mà đây là carbon mờ. Khi mà các bạn nhìn vào, chúng ta có một cái cảm giác gì đó nó cũng thấy là nó rất là mạnh mẽ ha, nó rất là khác so với là carbon bóng mà các bạn đã xem rất là nhiều ha. Còn đối với phiên bản tiêu chuẩn thì các bạn sẽ thấy ở đây là chi tiết ốp gỗ màu đen. Và ngoài ra các bạn sẽ thấy cái vô lăng của chiếc G63 phiên bản 55 năm này được bọc bằng một cái chất liệu da, là gọi là da lộn các bạn ha. Khi mà chúng ta cầm vào cảm giác rất là bám tay, rất là chắc ha. Thì thông thường là với những cái vô lăng mà của những cái phiên bản mà đặc biệt các bạn thì mới được bọc bằng những cái chất liệu da như thế này. Cũng như là vô lăng của chúng ta là vô lăng gấp khúc ha, rất là nhiều gấp khúc, rất là nhiều góc cạnh đó để mà tăng cái cảm giác lái, tăng cái sự thú vị khi mà chúng ta lái cái chiếc xe này. Tiếp theo là các bạn sẽ thấy là trên vô lăng của chúng ta bây giờ có những cái nút bấm để điều chỉnh cái chế độ lái của chiếc xe này các bạn. Đó, cũng như là điều chỉnh những cái tính năng về vận hành lái, cũng như là những cái tính năng khác nữa ha, rất là nhiều những tính năng. Đây là cái phiên bản V1 các bạn, cho nên là có những cái nút bấm như thế này, và phiên bản V0 của chúng ta không có nút bấm này nha. Chị Duy sẽ cho các bạn xem khu vực này. Cái khu vực này là hầu như là chỉ trên chiếc xe G-Class mới có các bạn ha, hoặc là G63 của chúng ta mới có, là những cái chi tiết khóa cầu và cài cầu ha.
Thì đợt thông thường ở Việt Nam mình các bạn thì chúng ta chỉ chạy chế độ tự động thôi. Còn đối với là trong những trường hợp mà chúng ta mà lái off-road vượt địa hình chuyên nghiệp đó, tùy theo những cái đoạn địa hình chúng ta khác nhau mà chúng ta có thể là chọn những cái cơ cấu gài cầu khác nhau. Đó, và Duy rất là may mắn các bạn là tháng 11 vừa rồi bạn Duy đến nhà máy của AMG cũng như được lái thử xe của chiếc xe G-Class này. Và khi mà Duy đến đó các bạn thì Duy càng phải gọi nó là quá ấn tượng về cái chiếc xe G63 này cũng như là yêu thích cái chiếc xe này luôn. Đó thì đó là một cái điều rất là may mắn của Duy, bởi vì khi mà Duy lên Duy trải nghiệm bạn hầu như là tất cả những cái địa hình gì mà gọi là khó khăn nhất thì cái chiếc G63 của chúng ta đều trải qua những cái đoạn dốc mà khoảng 80% hoặc là 100%. Chiếc xe G63 chạy ra rất là nhẹ nhàng, hoặc là những cái bậc tam cấp nè, hoặc là leo lên những cái ngọn núi mà có rất là nhiều những cái đá tảng ha. Rất là hay luôn. Đó, và thật sự là khi mà Duy trải nghiệm ở nhà máy bên Áo cũng như là trải nghiệm ở trung tâm G-Class ở bên Áo thì Duy mới thấy được cái giá trị của cái chiếc xe này nó mang tới. Và chiếc xe G63 các bạn hay là chiếc xe G-Class nói chung đó là nó là một cái niềm tự hào của Mercedes-Benz cũng như mang một cái giá trị lịch sử. Đó, và khi mà đến cái trung tâm trải nghiệm của chiếc xe G63 các bạn sẽ thấy là có một chiếc xe G được sản xuất cách đây rất là lâu rồi các bạn, và được đặt ở bên trong một cái thùng và sẽ đổ hết vào một cái chất lỏng các bạn, nó giống như là nhựa thông ha. Và các bạn biết rồi, nhựa thông thì nó sẽ rất là cứng đó, và nó sẽ coi như là cái chiếc xe G63 được đặt ở bên trong nhựa thông đó, nó sẽ lưu lại khoảng tầm vài trăm năm hoặc là 1000 năm nữa thì nó vẫn nằm ở đó ha. Đó là một cái mà khi mà Duy đến trung tâm trải nghiệm của chiếc xe G-Class này, Duy thấy thì nó quá là cảm xúc luôn các bạn, rất là tuyệt vời. Đó, thì Duy nghĩ là hầu như là tất cả các anh chị nào mà sưu tầm xe ha, thì ít nhất phải có một cái chiếc xe G63 trong cái bộ sưu tập của mình. Ha, còn nếu mà các anh chị mà nói sưu tập xe mà chưa có cái G63 các bạn, thì thật sự là cái bộ sưu tập của anh chị nó cần phải bổ sung thêm cái chiếc xe G63, và đặc biệt nếu mà các anh chị chọn được, các bạn chọn luôn cái phiên bản kỷ niệm 55 năm này nữa, thì nó mang một cái giá trị rất là lớn trong cái bộ sưu tập của anh chị ha. Và đây là phần động cơ của chiếc xe G63 của chúng ta. Về phần thiết kế, về phần nội thất, về phần mà cảm xúc mà cả chiếc xe G63 này mang tới các bạn, cái phần động cơ này nó còn mang đến rất là nhiều những cảm xúc nữa khi mà chúng ta lái cái G63 ha. Ngoài những cái thiết kế của nó, động cơ của chiếc G63 là động cơ V8 các bạn nha, 4.0 lít, công suất là 585 mã lực, và moment xoắn lên đến 850 Nm/m. Một cái chiếc xe to, một cái chiếc xe mà nặng nề như cái này thế bạn, nhưng mà cái thời gian tăng tốc từ 0 đến 100 km/h chỉ mất 4,5 giây thôi. Thật sự đây là một cái con số phải nói là rất là ấn tượng luôn. Và cái hộp số của chiếc xe G63 AMG này là cái hộp số tự động 9 cấp được AMG phát triển riêng luôn các bạn. Đó, có nghĩa là động cơ của chúng ta là động cơ AMG nè, hộp số AMG nè, cộng thêm một cái nữa là cái bô xe cũng là AMG. Tất cả tổng thể của chúng ta cộng lại các bạn thì làm cho cái hiệu suất của cái chiếc xe này coi như là nó đạt maximum 100% luôn các bạn nha. Và một cái điểm đặc biệt nữa trên cái chiếc xe G63 này cũng như là tại sao cái chiếc xe này có một cái giá trị sưu tầm rất là cao, bởi vì là động cơ này được lắp ráp thủ công bằng tay các bạn, one man one engine, và ở trên này có chữ ký của cái người lắp ráp cái động cơ này luôn. Và hầu như các bạn khi mà đến cái nhà máy lắp ráp động cơ của AMG này các bạn, thì các bạn sẽ thấy là mọi cái quy trình mà lắp ráp cũng như là một cái chi tiết được lắp vào trong cái động cơ này đều được ghi nhận lên trên cái hệ thống máy tính. Có nghĩa là chúng ta sẽ không bao giờ quên là cái chi tiết nào mà chúng ta quên lắp, hay là cái chi tiết nào mà chúng ta chẳng hạn như bắn ốc mà không đủ lực ha. Hầu như là tất cả mọi cái đều được giám sát trên hệ thống hết rồi. Và cái kỹ sư mà được lắp ráp cái động cơ của AMG các bạn, thì hầu như những cái kỹ sư đó đều được trải qua một thời gian huấn luyện cũng như là được đào tạo coi như là rất là nghiêm khắc, cho nên là cuối cùng mới được lắp ráp cái động cơ này ha. Đó là những cái chi tiết rất là thú vị về AMG cũng như là chiếc xe G63 AMG này. Đó, và chỉ với 10 cái chiếc xe cho thị trường Việt Nam mình thôi các bạn nha, các bạn không thể nào mua được cái chiếc xe số 11 đâu. Đó cũng là một cái chi tiết coi như rất là thu hút trên cái phiên bản G63, phiên bản 55 năm này. Đó, thực ra thì nếu anh chị các bạn nào thích cái chiếc xe G63 này, có thể là liên hệ trực tiếp với Duy qua số điện thoại của Duy là 0914653979 để sở hữu cái chiếc xe G63 này nhanh nhất có thể các bạn nha. Ok.